hùm với cả cua bể ra thì cua hùm, cua Alaska thì cũng không thấy ngon đúng không ạ? Chỉ thấy khát nước rồi, chỉ cần một chai nước lọc thôi. Nhưng nếu như lúc mà đang gì ạ? À, đang đói ơi là đói, đói không còn cái gì trong bụng nữa, đói cồn cào ruột gan rồi mà cứ đưa nước lọc cho mà uống thì chịu sao nổi đúng không ạ? Cầm cự cũng chỉ được một lúc thôi, không chịu nổi đâu ạ. Và lúc đó thì mang cho người ta một mẩu bánh mì, người ta cũng thấy giá trị. Đúng không ạ? Một mẩu bánh mì thôi người ta cũng thấy giá trị. Một bát cơm không có gọi là một bát mì tôm mà không không có gọi là mì tôm không 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 người lái thì người ta cũng vẫn thấy vô cùng là quý giá. Bởi vì đấy chính là món ăn lúc người ta đang rất cần thiết, cô chú anh chị ạ. Vậy thì trong kinh doanh cũng tương tự như vậy. Nếu như mà chúng ta không cho khách hàng của mình đúng cái thứ mà họ muốn thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Thậm chí chúng ta còn không biết cái điều tối kỵ của họ là gì. Chúng ta lại cho cái thứ mà họ còn không thích nữa. Thì 100% là không thành công. Có đúng không ạ? Mình cho cái thứ họ thích thì ok rồi. Nhưng tôi thì ít nhất mình không biết cái thứ họ thích thì mình cũng đừng cho cái thứ họ không thích đúng không ạ? Họ đang ghét cái thứ đấy mà lại cứ đưa cho họ thì họ làm sao mà thích được. Có đúng không cô chú anh chị? Làm sao mà chúng ta có cơ hội để tiếp cận được đây? Cho nên biết tuýp tính cách để biết là họ đang thiên về cái gì, nhưng đồng thời chúng ta cũng biết là họ không thích cái gì, đúng không ạ? Ví dụ như Bi là người không thích đến muộn thì đừng có đến muộn, đến muộn là không có giải quyết được vấn đề gì nữa. Nhưng mà tuýp A lại thường xuyên là người đến muộn, thế mà A mà làm việc với Bi như thế thì dở rồi đúng không ạ? Bởi vì A người ta cũng không quan trọng đến sớm đến muộn có vấn đề gì đâu. À, nhưng Bi thì người ta lại rất quan trọng cái điều đấy. Thế nhiều khi cô chú anh chị lại bảo là có cái gì mà khó tính vào trễ tí thì sao? À, tại vì đó là quan điểm cá nhân ạ. Đúng không ạ? Đó là quan điểm. Và quan điểm thì chả có đúng hay là sai, nó chỉ là phù hợp với không mà thôi. Đúng không cô chú anh chị? Đấy, chính vì thế nên chúng ta cần phải hiểu từng cái tuýp tính cách nó có những cái đặc điểm nhận diện gì. Khi mà hôm trước Huệ đã chia sẻ, mỗi một tuýp tính cách thì thông thường có đâu đó có ít nhất tầm 10 cái đặc điểm để chúng ta nhận diện đúng không ạ? Và khi chúng ta nhận diện được ra như vậy thì chúng ta sẽ biết được là à, chúng ta cần phải cung cấp cho họ cái gì và chúng ta không nên cung cấp cho họ cái gì. Đúng không ạ? À, ví dụ như là tuýp B là những cái người họ rất là thích gọn gàng. Điều đó có nghĩa là họ rất ghét những ai mà luộm thuộm. Đúng không ạ? Thế nếu như mà chúng ta đến gặp khách hàng để hồ sơ ở trong túi, đến khi mà lục hết cả cái túi xách ra vẫn không tìm được cái thứ mình muốn ấy, thì theo cô chú anh chị cái hành động đấy có thể giúp cho cái người khách hàng của mình họ có ấn tượng với mình không ạ? Chắc chắn là không rồi. Đúng không ạ? Cái túi chúng ta mở ra mà để lộn xộn đấy là cái người B người ta rất ghét và người ta đánh giá rất thấp, đánh giá người ta không có thiện cảm thì người ta sẽ không bao giờ người ta sẽ không bao giờ muốn hợp tác hay là nghe chúng ta nói nữa. Hay là ví dụ như là cái tuýp K là những cái người mà họ là người rất là logic thông minh, cho nên là những ai mà nói mà nó cứ không có đầu có cuối là người ta rất là ghét, mất thời gian đúng không? Nó chẳng có hiểu cái gì cả, đầu cua tai nheo không có, nhất là bốc phét nữa thì lại càng tuýp K càng ghét bốc phét đúng không ạ? Tại vì họ là những người của con số, họ là những cái con người của gì ạ? Của sự logic và thông minh. Cho nên là không thể nói phét được với người tuýp K đâu ạ. Cho nên là phét thì phải nói phét với người tuýp A thôi. Từ vì A là bốc đồng. Cho nên là nói phét thì với tuýp A thì còn được. Tuýp A đấy ạ. Bị tuýp màu đỏ đấy ạ. Đấy. Hay là gì ạ? Người tuýp A họ rất là không thích rườm rà, không thích mất thời gian, thích giải thích nhiều. Đừng có ngồi vào nói với họ cả tiếng đồng hồ, họ không có đủ kiên nhẫn để nghe đâu. Thế nhưng mà chúng ta lại cứ phải theo trình tự. Như vậy là gì ạ? À, như vậy là chúng ta sẽ bị mất đi cái đối tượng khi mà chúng ta không hiểu họ đang muốn gì và thích gì, được không ạ? Đó thì đấy chính là gì ạ? Những cái nét tính cách bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng vào trong thực tế kinh doanh như thế nào. À, bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải thuộc từng tính cách đã, nhưng mà cái vấn đề nằm mấu chốt là bây giờ thế nếu mà gặp một người lạ thì làm sao mà mình biết được tính cách của người ta, thì không lẽ mình mang bộ 20 câu hỏi ra cho người ta làm đúng không cô chú anh chị? Chắc chắn là không rồi, đúng không nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ không đem cái bộ câu hỏi đó ra để mà khiến cho mọi người có thể gì ạ? À, có thể làm cái bộ câu hỏi đấy. Mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái cách làm sao đó để mình có thể giúp cho cái người mà tham gia với mình họ có thể trả lời ngay cho mình trong vòng vài chục giây khi mình hỏi. Bao nhiêu cô chú anh chị chúng ta thật sự mong muốn biết cái công thức
là chúng ta có thể đọc vị được khách hàng trong vòng 90 giây. Ai là người muốn biết cái công thức đó? Hôm nay sẽ có quà dành tặng cho tất cả quý vị, các anh chị. Tất nhiên không phải cho tất cả đâu ạ, mà cho một số quý cô anh chị ngày hôm nay tích cực tương tác hoặc là trả lời một cái câu hỏi nào đó đúng, sẽ tặng quà cho cô chú anh chị, đúng không ạ? Ui, học xong mà được bao kiến thức sợ còn được quà nữa, còn gì bằng nữa, đúng không ạ? Thế nhưng ai mà không tham gia là thiệt thòi thôi, đúng không ạ? Bởi vì sở hữu cái điều này, sở hữu cái bí quyết này thì mới có thể đọc trong vòng 90 giây nhanh được, còn không thì rất khó, đúng không ạ? Vâng, rồi, rất nhiều người muốn, đúng không ạ? Trên tay Huệ là một bộ thẻ, bộ thẻ có 4 màu tương ứng với các cái màu mà ngày hôm qua chúng ta học. Đây là B đúng không ạ? Đây là A đúng không ạ? Đây là N đúng không ạ? Và đây là K đúng không cô chú anh chị? Và chúng ta có bốn cái thẻ như thế này để nhận diện tính cách của một người bất kỳ nào mà chúng ta mới gặp một cách nhanh nhất và không cần phải đoán, không cần phải dự đoán. Bởi vì ở phía sau cái mặt thẻ này nó có những cái thông tin, nó có những thông tin để khách hàng lựa chọn, và tùy thuộc vào sự lựa chọn đó của họ thì chúng ta sẽ biết được đó là họ là tiếp tính cách nào, đúng không ạ? Bao nhiêu cô chú anh chị muốn sở hữu bộ thẻ này? Nó không quá nhiều đâu, nó chỉ có giới hạn thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy bây giờ làm thế nào này? Thôi từ từ đã, tí nữa sẽ có cái làm sao để có được, đúng không ạ? À, tùy hứng, tùy tùy cảm xúc của Huệ lúc đấy, vui hay là không vui, đúng không ạ? Tùy cái sự tương tác của cô chú anh chị. À, bây giờ Huệ sẽ chỉ cho cô chú anh chị một cái cách. Ở trên mỗi cái thẻ này, ở hệ thống mặt trước của nó thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái mặt sau này, giả sử như là cái thẻ bi này, ở mặt sau của nó là có những cái từ khóa ngày hôm qua, ví dụ từ khóa ổn định, cấu trúc hệ thống, lập kế hoạch xử lý, khả năng phán đoán, trách nhiệm, nhiệm vụ, quy tắc, thông tin, tiêu đề và truyền thống. Thì đây là những cái từ mà phản ánh được cái tuyết tính cách này. Nhưng bây giờ quan trọng đó là làm thế nào để khách hàng đưa ra sự lựa chọn cho chúng ta đây, đúng không ạ? Thì có một cái câu rất là đơn giản, rất là dễ dàng để giúp khách hàng người ta tự lựa chọn. Câu đó như sau. Câu này là cần phải viết nguyên văn cho chú chị nha. Nếu không là nó sẽ bị lệch và nó không đạt được cái hiệu quả đâu ạ. Ví dụ chúng ta sẽ nói này này. Ờ, xin chào bạn. Rồi, chào hỏi các ngồi xuống đúng không? Ví dụ như chúng ta gặp nhau nhé, giả sử gặp nhau nhé. Sau đó thì chúng ta sau khi bắt tay chào hỏi xong thì chúng ta ngồi xuống, chúng ta hỏi han nhau một hai câu. Và trước khi đi vào vấn đề chia sẻ, chúng ta nói này này. À, bây giờ làm ơn hãy giúp tôi để tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất và tiết kiệm thời gian cho bạn. Ghi đi ạ, chúng ta ghi đi ạ. Để phục vụ bạn tốt nhất và tiết kiệm thời gian cho bạn, tôi muốn bạn hãy nhìn vào bốn cái thẻ này và chọn cho mình tấm thẻ nào mà bạn yêu thích nhất thì xếp lên đầu tiên và giảm dần theo thứ tự. Chỉ cần nói như thế thôi ạ. Để phục vụ bạn được tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho bạn, tôi muốn bạn nhìn vào bốn tấm thẻ này và xem ở trên đó những cái thông tin ở mặt sau, rồi chọn ra tấm thẻ nào bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất thì đặt nó ở trên và giảm dần theo mức độ phù hợp. Sau đó đưa cho họ cái tập bộ thẻ này. Và họ sẽ gì ạ? À, họ sẽ cầm, à, họ sẽ lật, đúng không? Họ sẽ đọc. Một chút thôi, 10 giây thôi là xong rồi. Họ sẽ thấy là cái nào phù hợp, họ sẽ quan sát bốn tấm này. Và theo phản xạ họ không biết là để làm cái gì mà. Nhưng mà gì ạ? Bởi vì chúng ta nói là để phục vụ bạn, phục vụ họ thôi, chứ không phải để cho mình. Và tiết kiệm thời gian, cho nên mình cần họ chọn ra. À, thế thì họ sẽ gì ạ? Nhanh chóng chọn ra cái thẻ mà họ thấy hợp với mình nhất. Họ sẽ đặt ở trên. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? À, K là đầu, đúng không cô chú anh chị? Sau đó đến N. À, N là thứ hai, sau đó đến A và sau đó đến B. Thế thì sau khi thẻ xong thì họ sẽ đưa cho mình cái bộ thẻ đó. Và mình chỉ cần nhìn cái màu sắc trên thẻ thôi. Vì mình là người đi làm mình phải thuộc chứ. Đó, mình phải thuộc tiếp tính cách nó là cái gì. Và lúc này mình chỉ cần gì ạ? À, mình chỉ cần nhìn cái màu thẻ họ đặt lên đó đầu tiên và cái màu thẻ thứ hai thôi. Nhìn hai cái thẻ đầu tiên ấy là mình có thể biết được cái người này là thuộc kiểu gì rồi.
Và khi biết được kiểu gì thì mình biết mình cần phải trình bày với họ ra sao. Cô chú chị hiểu chỗ này không ạ? Khi mình biết kiểu gì thì mình mới biết được là gì ạ? Mình sẽ trình bày với họ ra sao. Ví dụ, mình sẽ trình bày với họ theo cái phong cách, nếu như họ là cái người mà tiếp A chẳng hạn, A đứng đầu tiên chẳng hạn, thì A đứng đầu, A là màu đỏ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trình bày với họ một cách ngắn gọn trong vòng 10 đến 15 phút. Không nên nói quá 15 phút. Và nhớ là người A không quan tâm gì đến cái chi tiết đâu ạ. Người A chỉ quan tâm đến tầm nhìn, quan tâm đến cơ hội, quan tâm đến những cái thứ mang tính chất là tổng quan mà thôi. Cho nên nếu như người ta lựa chọn tấm thẻ A đầu tiên, và thường là người A thì sẽ hay đi với N bên cạnh. Thường A thì sẽ hay đi với N bên cạnh. Cho nên là gì ạ? Mình nhìn vào cái thẻ này thì mình có thể biết được là người đó là những cái người gì ạ? À, quyết đoán nhanh, họ không có nhiều thời gian, họ không kiên nhẫn để nghe lâu, họ cũng không cần chúng ta phải trình bày chi tiết. Họ chỉ thích những cái gì mang tính chất tổng quan và tầm nhìn. Vậy thì hãy chia sẻ cho họ biết cơ hội, ví dụ Lee Good, đúng không ạ? Hãy chia sẻ cho họ biết cái cơ hội kinh doanh này có gì đặc biệt, tại sao nó trở thành hiện tượng. Ví dụ tóm gọn với lại người tuyếp A, chỉ cần nói như sau. Nó hội không có thể nói đầy đủ đâu nhé, nhưng hội nói một vài cái ý chính. À vâng rồi, sau khi họ đưa cho mình cái bộ thẻ này xong thì ôi rất là cảm ơn bạn đã hợp tác cùng với mình, và bây giờ thì mình biết là mình sẽ phục vụ bạn được tốt nhất rồi. À, đối với cái cơ hội kinh doanh ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn thì đây là một cái cơ hội mang tầm vóc quốc tế. Tầm nhìn ạ, thứ nhất từ khóa đó, tầm vóc quốc tế, và có thể phát triển kinh doanh toàn cầu. Đó là những từ khóa mà cần phải đưa cho A ngay từ giây phút đầu tiên, đúng không ạ? Đây là một cơ hội kinh doanh mà rất lớn, một cơ hội nó còn đang rất mới, và nó sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai. Nó sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành kinh doanh này. Toàn những từ khóa kinh khủng thôi, đúng không ạ? Và khi đưa ra những cái từ khóa đấy thì nó sẽ chạm đến, nó sẽ làm cho A cảm thấy hưng phấn, và họ cảm thấy họ đang quan đúng cái thứ họ đang quan tâm. Vì A là một người rất thích cơ hội, đúng không? Rất thích những cơ hội, rất thích thử thách, và A là những người ưa khám phá, thích những cái gì mới mẻ, và thích những cái gì quy mô, tầm nhìn lớn. Cho nên chúng ta không cần phải giải thích chi tiết về chính sách trả thưởng, mà chúng ta chỉ cần nói về những cái đó thôi. Thế thì A sẽ thường xuyên tương tác lại với chúng ta là gì? Thưa thế tóm lại là cái gì? Đấy, kiểu kiểu mà cái người mà hay nói cái câu thế tóm lại đó là cái gì ấy, thì là cái tuyếp A nó rất là cao của chú nhỉ. Tại vì cái người ta rất là sốt ruột, người ta không muốn rườm rà, người ta không muốn lòng vòng, nên người ta sẽ nói thưa thưa tóm lại là cái gì. Đấy cũng là một cái câu nhận biết ạ. Thì mình sẽ nói với họ là à, em sẽ trình bày cho anh chị biết cơ hội này trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Đây là một cơ hội kinh doanh về sức khỏe, và sức khỏe là cái thứ ai cũng cần trên cuộc đời này. Cho nên đây là một quy mô kinh doanh toàn cầu rất là lớn, và chúng ta có thể xây dựng nên một hệ thống cực kỳ lớn mạnh. Đó là gạch đầu dòng đầu tiên cung cấp cho ai, được chưa? Và cơ hội kinh doanh này của em là một cơ hội mà những sản phẩm thì cung cấp chất lượng cao, nhưng hàng thật lại được bán với giá gốc. Hàng lại chiết khấu tới 75%, nhưng hàng rất cao cấp. Và như vậy chúng ta có thể giúp đỡ cho rất nhiều người có được một cái sức khỏe tốt mà không cần bỏ ra nhiều tiền. Và quan trọng hơn nữa, đến với cơ hội kinh doanh này, anh chị sẽ có cơ hội sở hữu một nguồn thu nhập siêu lớn, siêu khủng. Lớn bao nhiêu là tùy thuộc vào cái khát khao, mong muốn và cái ước mơ của anh chị. Anh chị có thể có kiếm ra thu nhập 10.000, 20.000, 50.000, hàng trăm nghìn, thậm chí là nhiều trăm nghìn đô mỗi tháng, tùy theo năng lực và tùy theo cái mong muốn, cái ước mơ của anh chị. Cho họ tầm nhìn, cho họ tổng quan, cho họ những con số mà người ta cảm thấy hứng thú. Vì A là những người thích những cái gì đó lớn lao. A không thích làm những việc vặt đâu cô chú anh chị ạ. Họ thích những cái gì mang tính chất tầm nhìn và lớn lao. Nên hãy cho họ những cái thông điệp đó. Đừng đi diễn giải chi tiết làm cái gì cả, mà hãy nói với họ là như vậy. Bạn có thể kiếm được thu nhập hàng trăm nghìn đô, thậm chí là nhiều trăm nghìn đô, nếu như bạn tập trung vào đây một vài năm. Thế là họ mới cần được. Ồ, vậy nó là cái gì? À, nó là một cái cơ hội kinh doanh về sức khỏe. Nó có tên là Lee Good. Và đây là một công ty mới ra đời. Nhưng, phải cho họ con số nhỉ, nhưng trong 10 tháng qua đã có 800.000 thành viên tham gia. Và đây là thời kỳ đẹp nhất, thời điểm đẹp nhất để tham gia, để phát triển. Cho nên đấy là lý do vì sao em muốn chia sẻ cho anh chị. Và em biết anh chị là những người rất giỏi, là những người có tầm nhìn lớn, thì đây là một cơ hội kinh doanh có 102. Liên tục cho họ những từ khóa của chúng ta, liên tục cung ứng cho họ những cái từ khóa chất lượng,
những cái từ mà nó sắc bén, những cái từ mà nó đủ cái điểm chạm đến à, thì lúc này A sẽ quan tâm, đúng không ạ? Sau đó mình dành ra khoảng 1, 2, 3 phút rồi mình nói xong cái phần đấy xong, thì bắt đầu mình quay qua, em nói với anh chị khoảng sơ qua 1, 2 phút về chính sách trả thưởng nhé. Ví dụ tiền thưởng ở đây là 50% khi mình gửi giới thiệu trực tiếp, cho họ những con số, nhưng cho con đừng giải diễn giải nhiều, chỉ cần cho họ một vài cái con số tổng quan thôi. Ở đây tiền thưởng trực tiếp là 50% và có cơ hội nhận đến 80% khi mà anh chị thăng cấp lên Diamond. Ngoài ra anh chị sẽ có một cái sơ đồ ma trận, một cái sơ đồ ma trận 2 x 15 tầng. Sơ đồ này thì không đem cho chúng ta nhiều tiền, tối đa chúng ta nhận về 16.383 đô la thôi. Nhưng mà khoản tiền thứ ba là khoản tiền vô cùng hấp dẫn. Khoản tiền thưởng này là khoản tiền không giới hạn. Khoản tiền thưởng có thể giúp cho anh chị kiếm cả 100.000, thậm chí là vài trăm ngàn đô một tháng, nếu như anh chị có nhiều mối quan hệ và giới thiệu được nhiều người tham gia và kiên trì bền bỉ xây nên một hệ thống lớn. Hiện nay ở trên thế giới đã có người đạt thu nhập hơn 100 ngàn đô một tháng rồi. Và họ là một người rất bình thường, là một người vô gia cư, họ còn làm được điều đấy. Thì em tin chắc rằng đấy, những từ khóa các anh chị nhá, để ý vậy nói, thì em tin chắc rằng với năng lực của anh chị thì anh chị sẽ còn làm nhanh hơn như thế rất nhiều. Khen họ, đẩy họ lên. A là người thích được khen, A là người thích được tâng bốc, thích được khen ngợi, cho nên hãy dùng những cái kỹ thuật khen, kỹ thuật so sánh, là lấy cái này làm bước đệm để đẩy người ta lên. Đó là kỹ thuật khen đấy. Đấy. Đó. Họ là một người rất bình thường, nhưng chính vì thế nên em tin chắc rằng với năng lực của anh chị, đúng không ạ, với khả năng của bạn, hay là với năng lực, cái tố chất của bạn, thì chắc chắn khi bạn tập trung vào đây, bạn sẽ thành công rất lớn, thậm chí còn thành công hơn thế rất nhiều lần. Đó là những từ khóa, đấy là khen, là của họ sướng lắm cũng chứ chị, những clip ba mà nghe như vậy họ rất sướng, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì ạ, chúng ta hãy sử dụng những cái từ khóa là chính đối với clip A. Riêng với clip A thì phải sử dụng nhiều những từ khóa đắt giá, từ khóa có trọng lượng, từ khóa mà nói người ta cảm thấy rất là hào hứng nhỉ? Đó, để làm gì ạ? À, để người ta có thể bị hấp dẫn bởi cái cơ hội của mình. Và khi vừa nói thì phải vừa quan sát cái độ hóng của người ta đến đâu. Nếu người ta thấy ok thì mình chốt luôn, mình chốt luôn. Và không ghi kịp thời có thể là gì ạ, nghe lại video. Mình chốt luôn đúng không ạ? Mình chốt ngay cái tình huống luôn nhé. Đó. Rồi tiếp tục ạ, tiếp tục ạ. Khi mà bắt đầu đến cái phần đó rồi thì bắt đầu là A sẽ rất là hào hứng rồi. Thì mình sẽ tiếp tục tung chiêu tiếp, đúng không ạ? Mình tiếp tục nói là gì ạ? À, nhưng mà chưa hết. Đây vẫn chưa phải là khoản tiền thưởng cuối cùng. Khoản tiền thưởng mà sẽ giúp cho bạn vô cùng hãnh diện và tự hào, bởi vì A là người rất thích hào nhoáng, rất thích kiểu như là chiến thắng, rất thích hào quang ấy, ánh hào quang ấy, rất thích kiểu danh hiệu, rất thích tôn vinh ấy. Cho nên là mình cần phải nói là đấy chưa phải là khoản tiền thưởng cuối cùng, đây mới là khoản tiền thưởng quan trọng và là khoản tiền thưởng rất là danh giá và vinh dự, khoản tiền thưởng đồng chia doanh số toàn cầu. Bạn nghĩ sao, hay là anh chị nghĩ sao, nếu sau 2 tháng làm việc, nếu sau 3 tháng làm việc, anh chị có thể đạt được cái mức đồng hưởng toàn cầu, trở thành một trong những cổ đông của công ty, hưởng cổ tức hàng tháng. Anh chị hình dung sao về điều này? Điều đó sẽ vô cùng là lớn lao, vô cùng là vẻ vang, điều đó vô cùng là tự hào. Hãy cho họ cái cảm giác, họ tưởng tượng về điều đó để họ sung sướng đi ạ. Và em tin chắc rằng với năng lực của anh chị thì chỉ 2 cho đến 3 tháng hoặc là 4 tháng là anh chị sẽ chinh phục được nấc thang danh hiệu này thôi. Bây giờ em sẽ mở thẻ cho anh chị ngay bây giờ nhé. Câu chốt luôn ạ, chốt luôn. Đúng không ạ? Khi bắt đầu thấy họ hào hứng, họ quan tâm là bắt đầu gì ạ? Khi mình nói xong dữ liệu là mình phải chốt thẳng luôn. Bây giờ em sẽ mở thẻ ngay cho anh chị nhé. Thế nếu như mà họ không có thắc mắc gì, thường A thì nói vậy là họ chơi liền. Ok, rồi. Bởi vì họ họ là người rất là hào phóng, họ rất là thoáng. Họ là người rất là thoáng tính, họ rất dễ ra quyết định và họ rất dễ bị quyết định bởi cái sướng, tức là khi họ cứ nghe được khen nhiều là họ rất dễ ra quyết định. Vì thế nên nói chuyện với tuýp A thì phải biết cách để nói chuyện, nhưng mà A lại là người rất là nóng tính, rất là bảo thủ, nhanh thì nhanh thật nhưng mà đã không thích rồi thì lượn luôn, kiểu thế, lượn đi cho nước vào trong, không cần phải nói nhiều nữa, không thích là không thích, không thể thay đổi được, đúng không ạ? Riêng A là cái tuýp người như vậy. Chính vì thế cho nên là gì ạ, à, chúng ta cần phải hiểu họ là người như thế nào để chúng ta cho họ cái thông tin, cái lý do để cho họ có thể là họ tham gia cùng
với chúng ta. Và khi ngay khi chúng ta đưa các thông tin như vậy là mình phải chốt ngay lập tức, đúng không ạ? Bây giờ em đăng ký thẻ cho anh luôn nhé. Anh muốn tham gia, anh muốn một nguồn thu nhập hay muốn x4 lần thu nhập? Cái cách mà chúng ta đưa họ vào trong cái cơ cấu để họ lên diamond chuẩn ấy, thì chúng ta cần phải nói gì ạ? Thì anh thích một mã thu nhập hay muốn x4 lần thu nhập? Nếu tự nhiên anh thích 4 rồi đúng không ạ? Nếu anh thích 4 lần thu nhập thì anh cần phải sắp xếp cây sơ đồ như thế nào? Sau đó thì mặc định là họ đã đồng ý. Và bây giờ thì em sẽ ký thẻ cho anh nhé. Đấy, thế là xong đúng không ạ? Đó là đối với tuyếp A cho cô chú anh chị, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có những cái thông tin nó xác đáng như vậy. Thế bây giờ nếu như mà họ chọn thẻ mà họ chọn tuyếp N thì sao? Chúng ta thấy N ở lên trên ấy, thì N là những người hôm vừa rồi chúng ta học rồi. N là những người trung thực, là những người ôn hòa, là những người nho nhã, là những người mà rất là tình cảm, yêu thiên nhiên, quý trọng mọi người, là những người muốn giúp đỡ người khác. N là những cái người mà luôn luôn làm những cái việc kiểu như ăn cơm nhà bắt tù và hàng tổng. Họ thích những cái điều đó, họ thích được cống hiến, họ thích được cho đi. Cho nên đối với N thì đừng đem tiền bạc ra mà nói, được không ạ? Đừng nói giống A. Mà đối với N thì chúng ta lại phải nói kiểu khác. Ví dụ như là cô chú anh chị cần phải tìm ra cái từ khóa của N chính là gì. N có cái từ khóa chính và liên kết với cái công việc của chúng ta. Thì cái công việc ở đây nó chạm đến N nhiều nhất chính là giá trị cho đi và giúp đỡ người khác. Thế thì chúng ta cần phải xoáy sâu vào sứ mệnh, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xoáy sâu vào sứ mệnh khi chúng ta nói chuyện với N, được chưa? Và chúng ta sẽ nói như thế nào? Với N thì chúng ta phát hiện N là mình thấy rất dễ nhỉ, chốt N dễ cực luôn, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Giá trị của Hollywood quá phù hợp với N luôn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta chỉ cần nói như sau. Cô chú anh chị sẽ bảo là gì ạ? Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Đối với N là người rất là ôn hòa và chúng ta cũng có thể nhận biết qua nụ cười, ánh mắt của họ rồi. Cho nên là gì ạ? Mình hãy sử dụng một cái gương mặt rất là nhẹ nhàng, rất là giọng nói nhẹ nhàng, rất là tươi tắn. Đối với A thì cần phải dùng sự dứt khoát. Nhớ, A thì phải dùng cái ngôn từ dứt khoát, sắc bén và gì ạ? Có cái trọng lượng, có cái năng lượng, quyết đoán thì A người ta mới thích. Còn nếu đối với N thì lại ngược lại, chúng ta nên dùng cái ngôn ngữ ôn hòa, nhẹ nhàng, tình cảm, tươi cười, vui vẻ, liên tục tươi cười, luôn luôn vui vẻ, cảm thấy rất là nho nhã thì N rất là thích, được không ạ? Vậy thì khi chia sẻ cơ hội Likud với lại N thì chúng ta sẽ chia sẻ như thế nào? Chúng ta có thể nói ngắn gọn với N như sau. Vì N cũng không phải là người ham tiền, cũng không phải làm bởi vì tiền, cho nên chúng ta chỉ xoáy sâu vào sứ mệnh, được không ạ? Thế chúng ta nói là gì ạ? Cảm ơn bạn đã cho mình biết sở thích của bạn và mình biết rằng là bạn là một người rất là tuyệt vời. Bạn là một người chắc chắn là rất khao khát mong muốn cho đi, đúng không? Vậy thì chúc mừng bạn, bởi vì ngày hôm nay chính vì mình biết bạn là người như vậy cho nên mình đã đem đến cho bạn một cơ hội vô cùng là phù hợp đây. Cơ hội này sẽ giúp cho bạn có khả năng được cống hiến. Bạn có thể giúp cho hàng triệu gia đình trên quốc đất nước Việt Nam của chúng ta được bảo vệ, được chăm sóc sức khỏe chủ động mà không cần phải bỏ ra nhiều tiền. Nào bạn hãy tưởng tượng, đúng không ạ? Hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì đa phần dân số là đang còn rất nghèo và khó khăn. Họ có người nghèo và khó khăn thì lại rất nhiều bệnh tật. Nhưng họ biết là chăm sóc sức khỏe thì không có tiền để mà mua sản phẩm sử dụng. Cho nên là gì ạ? Thôi thì lúc nào bệnh viện gọi thì đi thôi. Khi nào không chịu được nữa thì phải đành đến bệnh viện. Và khi đến bệnh viện bác sĩ bảo sao thì đành phải nghe vậy. Có tiền chữa thì chữa mà không có tiền chữa thì về vườn. Đúng không ạ? Vậy nếu như ngày hôm nay bạn tìm hiểu cái cơ hội này, bạn sẽ biết được cái giá trị mà Hollywood đem lại cho cộng đồng là gì. Đấy chính là muốn giúp đỡ cho rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Họ có thể được bảo vệ, họ có thể được chăm sóc với những sản phẩm cao cấp nhưng không cần phải bỏ ra nhiều tiền. Họ chỉ cần bỏ chi phí bằng 1/4 thôi so với bình thường thôi là họ có thể chăm sóc rồi. Cho nên đây là giá trị rất lớn lao của Hollywood mà cần những người như chúng ta đi lan tỏa. Nếu như Hollywood tốt như vậy mà không có những người đi chia sẻ giống mình, và nếu như bạn cũng không là người đi chia sẻ, thì ai sẽ biết đến những điều tốt đẹp đó của Hollywood đây? Cho nên ngày hôm nay mình biết bạn là người rất khao khát, rất muốn cống hiến, rất muốn cho đi. Và mình biết rằng bạn cũng là một người rất giàu tình yêu thương.
Bạn là người rất muốn người khác được khỏe mạnh, được thành công, được hạnh phúc, có đúng không? Đúng, họ đã nói đúng. Vậy thì đây là cơ hội để bạn có thể giúp được cho rất nhiều người có được cái điều đó. Nhưng mà chưa hết, không phải chỉ có sức khỏe tốt, không phải chỉ tiết kiệm tiền, mà cơ hội này còn giúp cho rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn ở trên đất nước của chúng ta có khả năng gia tăng thêm thu nhập. Dùng từ gia tăng thêm thu nhập. Một vài triệu một tháng, tốt hơn có thể là một hai chục triệu một tháng. Bạn nghĩ sao nếu bạn giúp được cho nhiều gia đình như vậy? Cuộc sống của họ sẽ tốt lên rất nhiều, sức khỏe của họ tốt lên thì xã hội này đi lên. Bạn có thấy hạnh phúc vì điều đó không? Đương nhiên họ sẽ nói ok, mình thấy ok, mình thích điều này. Ồ thì đây chính là cơ hội dành cho bạn. Không cần giải thích chính sách ạ. Còn nếu như có thể họ nói là nhưng mà làm sao để giúp cho mọi người nhiều tiền được? À, bởi vì đó là một cái chương trình tri ân hoàn tiền của công ty. Là một cái kế hoạch trả thưởng nhưng mà theo phương thức tri ân lại cho cộng đồng. Và công ty dành ra tới 82,5% để tri ân lại cho cộng đồng theo như cái biểu, cái khung nó đã có sẵn. Bạn có thể tìm hiểu thông qua video để hiểu hơn. Nhưng mình biết chắc một điều rằng khi bạn tham gia với cơ hội này thì việc đầu tiên đó là bạn giúp cho những người xung quanh bạn được bảo vệ, được chăm sóc sức khỏe với cái chi phí tiết kiệm nhất. Và đồng thời bạn cũng gián tiếp giúp cho họ có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những nguồn thu nhập thụ động đến từ đây. Được chưa? Đối với N thì chỉ cần xoáy sâu vào cái điều đó, hai cái chìa khóa chính. Một đó là sức khỏe tốt, tiết kiệm tiền và hướng đến những người lao động nghèo. Vì N là những người rất là muốn giúp đỡ mà. Thì giúp đỡ thì giúp đỡ người nghèo chứ giúp đỡ người giàu à? Đúng không ạ? Chứ đừng nói về bức tranh kiếm tiền tỷ ở đây. Mà hãy xoáy sâu vào việc đó là gì ạ? Giá trị bạn cho đi. Nhờ cái việc mà bạn trở thành thành viên, bạn có thể có dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ cho hàng trăm người. Bạn nghĩ sao nếu như một câu nói của bạn có thể làm thay đổi hàng trăm gia đình? Hãy cho họ tưởng tượng về điều đấy ạ. Tại sao lại thay đổi được 100 gia đình ạ? Tại vì hàng trăm gia đình đó đều được chăm sóc sức khỏe chủ động mà chi phí rất thấp. Bạn nghĩ sao nếu như bạn có thể giúp cho được 100 gia đình thôi? Bạn hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc quá đi chứ. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng 100 gia đình đó họ lại tiếp tục giúp cho nhiều trăm gia đình khác? Thì có phải là thông qua bạn, từ bạn, do cái sự nhận thức của bạn và gì ạ? Do cái tình yêu thương của bạn, do sự cho đi của bạn mà bạn có thể gián tiếp giúp cho hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là nhiều chục ngàn gia đình có được một cuộc sống tốt đẹp, không phải chỉ khỏe mạnh mà còn có cả thêm thu nhập, cuộc sống bớt khó khăn. Có biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia, họ đang không biết làm cái gì để có gia tăng thêm 1, 2, 3 triệu một tháng. Thì đây chính là cơ hội dành cho họ. Bạn sẵn sàng đồng hành với cùng với mình để thực hiện sứ mệnh ấy chứ? Câu hỏi cho sale dành cho N nó sẽ không giống như A. Đúng không ạ? A là ký ngay, làm ngay. Còn N thì gì ạ? Bạn sẵn sàng đồng hành cùng san sẻ cái sứ mệnh đó cùng với mình và với công ty chứ? Hay cùng với mình và đội nhóm của mình chứ? Hay có thể nói thêm là đội nhóm của mình cũng có chung một sứ mệnh. Khi mà mọi người vào đây thì cũng cùng chung một sứ mệnh. Đó chính là lan tỏa và giúp đỡ cộng đồng. Nhưng tất nhiên công ty tri ân cho chúng ta rất nhiều. Cho nên gián tiếp chúng ta lại có thêm nguồn thu nhập để có thêm chi phí. Bạn cứ yên tâm là công ty trả thưởng rất hậu hĩnh. Và mình trân trọng mời bạn hợp tác để chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa thật nhanh, thật nhiều. Chốt sale cho N là chốt kiểu đấy ạ. Đấy, đối với N thì cô chú anh chị chỉ cần đưa ra một số cái thông tin như vậy thôi. Được chưa? Thế còn B? Nói chung B á, là người rất khó. B là người khó hợp với công việc này. Cho nên B thì chúng ta không đòi hỏi. À, chúng ta sẽ không có tỷ lệ chốt sale cao đâu. Và tỷ lệ rất là thấp. Cho nên B là đối tượng mà chúng ta có thể là không cần quan tâm nhiều. Bởi vì B rất là khó và họ làm việc rất là kỹ. Tuy nhiên B thì lại có một cái ưu điểm. Nếu như họ đã tham gia rồi thì họ lại rất kiên trì và bền bỉ. Họ trung thành ạ. Họ thích ổn định mà. Cho nên họ sẽ không dễ thay đổi. Vì thế thuyết phục được một người B tham gia tương đối khó. Nhưng nếu thuyết phục được rồi thì B lại là một cái người rất là kiên trì và trung thành. Không nóng vội, không có nay đây mai đó. Những người mà cứ vừa vào trong răm bữa nửa tháng mà đã thôi rồi là tuýp A rất nhiều, phổi bò, không có chiều sâu. A nhưng mà lại không đi cùng với K.
thì vô cùng khó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tùy từng tiếp tính cách thì lại có những cái đặc điểm nhận dạng khác nhau, đúng không cô chú anh chị? Đó, thế thì ở đây Huệ sẽ chia sẻ một chút xíu về bi, bởi vì bi không phải đối tượng. Nói thật, nếu như vậy thì Huệ không 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 có chia sẻ về tiếp đối tượng bi bao giờ, tại vì tỷ lệ thành công rất là thấp, do họ khó thay đổi hoặc chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để thay đổi họ. Cho nên bi không phải là thuộc tuýp tối đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, nếu như muốn chia sẻ live good với tuýp bi thì chúng ta sẽ chia sẻ theo kiểu là cho họ một bản kế hoạch, cho họ một kế hoạch tương lai. Nếu như ngày hôm nay bạn bắt đầu tiết kiệm mỗi tháng 10 đô la, bi sẽ hợp hơn với cái cách chia sẻ mà không cần phải làm gì mà vẫn có ăn ấy. Mà lên một cái kế hoạch 3 năm, 5 năm ấy, thì bi sẽ hợp với cái đấy hơn. Bi không thích sự mạo hiểm, cho nên không thích đầu tư. Bi chỉ thích một cái gì đó mang tính chất ổn định. Cho nên hãy nói với họ sâu về cái việc đó là ở đây không cần làm gì mà vẫn có thể có thêm thu nhập. Tuy nhiên bạn cần phải lên một kế hoạch tiết kiệm. Lần đầu tiên bạn sẽ bỏ ra 50 đô trong tháng đầu tiên, và cứ mỗi tháng tiếp theo bạn sẽ bỏ ra 10 đô để tiết kiệm. Và nếu như bạn thực hiện kế hoạch này đều đặn trong vòng 2 năm, trong vòng 3 năm thì số tiền bạn bỏ ra là như thế này và cơ hội bạn nhận được sẽ là như thế kia. Đó, hãy nói với họ như vậy. Được chưa? Hãy nói với Bi theo kiểu như thế. Còn Bi cũng không có hình dung ra được cái sức lớn của hệ thống đâu. Và họ không có mạo hiểm nên họ cũng không có tin. Cho nên chúng ta cũng không cần phải giải thích về độ lớn của cái dự án này, của cái công ty này. Mà mình chỉ cần xoáy sâu vào cái gì ạ? Cái việc bỏ ra của bạn rất là thấp, nhưng cái cơ hội bạn nhận về thì khá là đảm bảo. Và phải chỉ ra cho Bi thấy được rõ vì sao mà chờ 2 năm hay là chờ 3 năm mà lại có cơ hội như vậy. Để Bi làm gì ạ? À, để Bi có cái niềm tin. Khi Bi nhìn thấy bức tranh ở nó có khả năng khả thi xảy ra thì Bi mới quyết định. Và Bi cần phải có thời gian suy nghĩ, chứ Bi không quyết định ngay đâu ạ. Đó, cho nên chúng ta cần phải hiểu tùy từng tiếp tính cách để mà chúng ta đưa ra cái dữ liệu phù hợp. Đối với Bi thì cứ tập trung vào việc đó là gì ạ? Phân tích cái kế hoạch và phân tích được cái sự ổn định của hệ thống, của dự án, cái sự kế thừa. Nói cho họ biết rằng là gì ạ? Họ chỉ cần bỏ ra một số tiền rất nhỏ nhưng họ có thể chăm sóc, họ có thể tiết kiệm chi tiêu, họ sẽ để ý nhiều đến vấn đề đấy, họ sẽ để ý đến cái phần tính toán chi tiêu, tại vì họ là người gì ạ? Làm cái gì cũng có kế hoạch mà. Cho nên khi họ tiết kiệm được một khoản tiền họ sẽ rất là thích, và hãy xoáy sâu vào cái việc đó với lại mình thì nó mới có tác dụng. Còn đừng có nói những thứ quá xa vời, nói mấy trăm nghìn đô là mi nó không tin đâu, không tin đâu chứ nhỉ, nó bảo là phép, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói về những cái điều đơn giản nhỏ thôi, bởi vì bi thường là những người gì ạ? À, không làm lớn. Bi không phải là người làm lớn. Làm lớn ở đây là không làm kinh doanh lớn. Bi có thể là người làm chính trị lớn, có thể làm những người làm về mảng chính trị thì lớn, nhưng mà bi lại không phải là những người làm kinh doanh phù hợp. Chính vì vậy nên công việc của chúng ta là công việc kinh doanh, cho nên là gì ạ? Bi sẽ là đối tượng ít phù hợp nhất trong tất cả bốn loại tính cách, thì bi chính là loại tính cách ít phù hợp nhất, được chưa ạ? Rồi tiếp theo đó là tuýp K. Đối với những người tuýp K thì chúng ta sẽ cần phải nói như thế nào? K là người logic, biểu hiện lớn nhất của K đó chính là sự logic và thông minh, rất nhạy bén, rất logic về mặt con số. Nói một phát là họ nảy số trong đầu liền, đó chính là K. Họ họ chỉ cần nghe thoáng qua sơ đồ là họ hiểu ngay, đó chính là biểu hiện của K. Và với K thì đừng luyên thuyên, cô chú anh chị nhé. Với K là đừng luyên thuyên, với K trình bày nó phải có đầu có cuối, tại sao lại như vậy, thì K chính là gì ạ? Chúng ta cần phải trình bày đầy đủ và trình bày như một chuyên gia. Càng thể hiện mình sâu sắc bao nhiêu, càng thể hiện mình là chuyên gia bao nhiêu thì K càng thích bấy nhiêu. Dạ, càng cảm thấy bị thuyết phục. Và khi trình bày thì con số nó phải logic với nhau, tuyệt đối không được lấy con số bừa để nói chuyện với K, kiểu nghe nghe hơi nổi trội xong mình cứ lấy. Ví dụ như là cô chú anh chị bảo là gì ạ? À, tiền thưởng Diamond là 5.000, khoảng hơn 5.000 đô, và hệ thống nó mới có 2.500 người thì đã lên Diamond rồi. Thế mà hôm trước có anh chị nói là gì ạ? À, thu nhập của không biết ở đâu moi ra mà lại bảo là đấy, lên Diamond giống như chị Huệ thu nhập cả tỷ đồng một tháng. Ui hết hồn, ở đâu ra mà tỷ đồng các chị? Thì nếu nói chuyện với K như thế là xong rồi, xong đời luôn rồi. Có thể nói chuyện với A chẳng để ý đâu,
nó chẳng để ý đâu. Nhưng với K thì K lại phải để ý về con số vớ vẩn. Thu nhập đồng chia bao nhiêu? 5.000. Nói chuyện huệ phát là thì 5.000. Ma trận bao nhiêu? Ô, ma trận 2.500, tôi nhân công phải 25 nó có mấy trăm đô. Ô, matching thì bây giờ gì mà đã có matching mấy đâu. Thế nên chỉ nhẩm qua biết là mấy nghìn. Thế nên nói 50.000 là nó điêu rồi, nó phét rồi, nó láo rồi. Đúng không ạ? Thì K không bao giờ bị thuyết phục, K là người đẩy số cực nhanh. Và con số nó giống như nó chạy trong đầu luôn. Cho nên nói chuyện với K là phải rất chính xác về mặt con số. Phải có đầu, có logic tại sao lại làm dự án này, tại sao lại là công ty này, tại sao là lựa chọn này. Tại vì cái logic của vấn đề ở đây đó chính là gì ạ? Tất cả mọi người đều được tiêu dùng tiết kiệm. Nói chuyện với K thì nói theo như sau. Ở đây chúng ta đang kinh doanh một cái cơ hội mà mọi người đều vào đây đều được chăm sóc sức khỏe chủ động mà với chi phí thấp nhất, với những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì từ khóa đầu tiên chính là gì ạ? Tất cả mọi người đều được tiết kiệm. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như rất nhiều người muốn được tiết kiệm như vậy? Ai cũng có nhu cầu quan tâm sức khỏe, ai cũng mong muốn, nhưng vì điều kiện kinh tế nó quá khó khăn, không thể mua được, thì Li Bút ra đời sẽ giải quyết cái bài toàn đời. Và khi mua tiêu dùng tiết kiệm như vậy, bạn không những được tiết kiệm 75% mà bạn còn còn có cơ hội mở ra một nguồn thu nhập rất lớn. Nguồn thu nhập đó được thể hiện qua 6 loại hoa hồng, và cụ thể ở đây là mình nói về 4 loại hoa hồng trong hệ thống, còn 2 loại hoa hồng liên quan đến bán lẻ. Vậy 4 loại hoa hồng đó là như thế nào? Thì bắt đầu trình bày gãy góc, trình bày với K là phải rất là gãy góc, rõ ràng và tường tận. Được chưa? Đấy. À, loại hoa hồng thứ nhất là công ty trả thưởng 50% cho F1 trực tiếp, và khi bạn thăng cấp lên đồng thì được thêm 10%, lên bạc thì được thêm 5% của đời thứ 3, thứ 4, và cứ như vậy cho đến đời F10 là bạn sẽ được tổng nhận về là 80%. Vậy còn 2,5% nó đi đâu? À, nó nằm một phần thưởng cuối cùng. Để cho K biết là mình không hề nói sai. Mình nói 82,5% mà. Thì mình nói là mới có 80%, vậy thì trong đầu K sẽ nói 2% nó đang ở đâu. Thì mình phải diễn giải luôn, 2% nó nằm ở phần thưởng số 6 cuối cùng. Hoa hồng tiếp theo là hoa hồng ma trận. Hoa hồng ma trận thì mỗi người sẽ nhận 2,5% trên cái số phí 10 đô đóng hàng tháng của đội ngũ kinh doanh của mình, và sẽ được chặn bởi số tầng. Tại vì nếu không chặn bằng số tầng thì nó sẽ vỡ sơ đồ. Và cứ mỗi một người như vậy, nếu nhận đủ full 15 tầng thì sẽ là hơn 65.000 người. Và chúng ta có cơ hội nhận về 16.383 đô la là max out. Khoản tiền thưởng này thì không có lớn, nhưng mà Li Group còn có một cái khoản tiền thưởng rất là lớn và không giới hạn. Nó nằm ở khoản tiền thưởng matching bonus. Riêng với matching bonus thì bạn được 50% trên F1 của mình. Và bạn hãy thử tưởng tượng nếu bạn có 100 F1 thì sao? Mỗi F1 của bạn có 100 đô. Thế là 100 F1 nhân 100 đô là thành 10.000 đô. Bạn được 50% tức là bạn có 5.000 đô tiền thưởng. Phải rất rõ ràng con số, nhưng riêng nói với K thì lại phải nói chi tiết theo kiểu vậy. Nói theo kiểu vừa nói vừa ra ví dụ ấy, mà cho người ta hình dung ra bức tranh để người ta biết rằng mình là chuyên gia. Chuyên gia thì mới có thể nói được phân tích kỹ càng thế chứ. Còn cứ nói lắc la lắc liếm vào con số từ trước, cứ đá con số sau ấy, thì sao mà K tin được. Đúng không ạ? Cho nên nói với K là phải nói như vậy. Rồi, khoản tiền tử và chưa hết. Nếu bạn thăng cấp lên bạc thì bạn được 10% ở đời 2, bạc 2 thế hệ. Bạn thăng cấp lên vàng thì được 5% vàng 3 thế hệ. Bạn thăng cấp lên bạch kim thì được 5% của bạch kim 4 thế hệ. Và thăng cấp lên kim cương thì được kim cương 5 thế hệ, được 3%. Họ có thể không hiểu gì đâu. À, mình sẽ giải thích cho bạn biết kim cương thế nào là kim cương thế hệ, thế nào là các cái thế hệ ở đây. Nó không phải là từ F1 cho đến F mấy, mà ở đây nó chính là thế hệ cấp bậc. Giả sử bạn là cấp bậc kim cương, nhưng đời F5 của bạn mới là kim cương thứ hai, thì tất cả những cái người dưới F5 đấy gọi là đời kim cương thứ hai của bạn. Đấy là cách gọi theo đời cấp bậc, chứ không phải là đời, đây là đời thế hệ F1, F2. Cho nên khoản tiền thưởng của bạn sẽ rất lớn nếu như bạn tạo ra hệ thống lớn, và nếu như bạn thăng cấp, bạn tối ưu hoa hồng. Cho họ càng chi tiết càng tốt ạ. Riêng với K thì lại càng chi tiết càng tốt, càng chứng minh được cái độ lớn của dự án càng tốt, càng nhiều dữ liệu càng tốt. Vì K là người rất thông minh, cho nên họ hấp thu dữ liệu cực nhanh. Đối với họ không bao giờ là quá tải. Được chưa? Đó. Rồi, khoản tiền thưởng số 4, số 5 là khoản tiền thưởng hoa hồng bán lẻ thì mình không muốn nói đến. Mình muốn nhắc tới khoản tiền thưởng thứ 6 là khoản tiền thưởng đồng chia doanh số toàn cầu. Bạn hãy thử tưởng tượng, đồng chia hiện nay đang rơi vào hơn 5.000 đô một tháng. Nó tương đương với khoảng tầm 24.000, 22.000, hơn 22.000 người trong ma trận của bạn. Mặc dù bạn lên kim cương chỉ có 2.500 người, nhưng bạn được thêm cái khoản tiền thưởng đấy, nó tương đương với khoảng gì ạ? 22.000 người trong hệ thống ma trận của bạn. Tại sao nó tương đương như vậy? Bởi vì bạn sẽ lấy khoảng 20.000 người, 22.000 người bạn nhân với 0,25 đô, thì có phải nó sẽ ra một cái khoản tiền như vậy không?
càng chi tiết thì càng tốt, tốt nhất là mình chia trước đi. Vậy cũng chưa chia đâu, nhưng đâu đó nó rơi vào khoảng tiền như vậy. Vâng Ninh à. Vậy thì bạn hãy tưởng tượng này, bạn làm ra một con số rất nhỏ, đúng, nhưng bạn lại lấy được cái tiền đầu chia toàn cầu đấy về mình. Thì có phải vâng tự Ninh nhiên à. Bạn có thu nhập trên 20 mấy nghìn người, không phải hệ thống của bạn hay không? Vâng, cháu chiều Cho chúng mắt sự mọi cháu logic phân tích cực sâu, đúng không ạ? Và đây chính là cách mà chúng ta lấy ngoại tệ về Việt Nam. Và điều gì xảy ra nếu chúng ta có nhiều sao, những người như chiều vậy mai cho đấy, trong hệ thống kinh doanh của mình? tầm 3-4 Bạn hãy thử tưởng giờ tượng. Và bây giờ mình sẽ trình bày cho bạn biết làm thế nào để có thể đạt được danh hiệu Diamond. Riêng ca là nó phải đi logic kiểu kiểu như thế, đúng không ạ? Họ sẽ nghĩ trong đầu làm thế nào đạt được. Vậy thì nếu như mình đọc được suy nghĩ của người ta, mình trình bày luôn bây giờ làm thế nào để đạt được này. Thì đầu tiên bạn cần phải thăng cấp lên Bronze, rồi tiếp tục nói với các cái cấp bậc. Và khi lên cấp bậc Diamond thì bạn cần có 2.500 người. Nhưng mà cái cách đi thế nào là tốt nhất? Các anh chị càng phân tích càng sâu bao nhiêu thì càng bị thuyết phục bấy nhiêu. Cách đi tốt nhất có hai cách lên Diamond, nhưng cách lên Diamond tốt nhất đó chính là cách đi bằng ba nhánh bạch kim. Và bên mình đã kiểm chứng rồi. Và đây là cách đi thông minh. Vì sao? Bởi vì đi với ba nhánh bạch kim bạn không bị giới hạn về số lượng người trong nhóm. Mà bởi vì chúng ta chạy không thể bao giờ đều được. Nếu mình đi theo nhiều nhánh thì mỗi nhánh chỉ bị giới hạn 500. Nếu giả sử có ai đó chạy rất nhanh, họ lên 1.000 thì bạn cũng không được 500 còn lại đấy. Nó sẽ làm cho bạn bị chậm tiến độ lên. Cho nên đi theo cách ba nhánh và ba nhánh bạch kim là cách dễ nhất, nhanh nhất và đơn giản nhất để cho bạn có thể đạt được danh hiệu Diamond. Trời ơi, khi mình nói được với họ như vậy thì họ hoàn toàn sẽ bị thuyết phục. Bởi vì chúng ta là người rất là sâu sắc, chúng ta là người hiểu rộng và biết họ muốn cái gì. Đấy là tuyết ca, được không ạ? Rồi phân tích tiếp cho họ về cái con số. Đấy, khi bạn lên Diamond thì bạn sẽ được matching bonus bao nhiêu phần trăm. Và bạn hãy thử tưởng tượng bạn nhân bao nhiêu nghìn người trên hệ thống của bạn. Và giả sử mỗi người trong hệ thống của bạn có 10 đô thôi, thì bạn nhân lên xem bạn sẽ được thu nhập bao nhiêu. Vậy nếu như bạn muốn có thu nhập 50.000 đô thì bạn cần phải làm gì? Bạn cần phải có ít nhất là bao nhiêu người? Bạn cần phải có hệ thống F1 của bạn là bao nhiêu? Đúng không ạ? Nếu bạn muốn có nhiều hơn nữa thì bạn cần phải có như này. Lập luôn cho ca một cái bảng kế hoạch luôn cho họ, để họ nhìn ra được cái bức tranh. Và khi các anh chị càng làm được điều đó, càng phân tích rõ bao nhiêu và con số của anh chị càng chính xác bao nhiêu, thì người ta càng thấy cái khả năng chuyên gia cao của các bạn, của anh chị bấy nhiêu. Nghĩa là người ta thấy đánh giá rất là cao ấy. Chứ tại sao khi các anh chị nghe Huệ chia sẻ về Linkwood, các anh chị thường thấy Huệ nói rất là kỹ, đúng không ạ? Bởi vì cái ca của Huệ cực cao. Cái ca của Huệ là cao nhất luôn. 24 điểm, cao nhất luôn. Thế khi Huệ nói chuyện ấy, thường Huệ phân tích rất là kỹ. Và rất là nhiều người nói rằng là gì ạ? Khi nghe Huệ phân tích sơ đồ của Linkwood với nghe một người bình thường khác, nó luôn luôn có sự khác biệt. Bởi vì khi mình nhìn vào con số đó là mình sẽ nói nó lên cái điều gì. Vì chính mình là một cái người gì ạ? Rất là logic trong vấn đề. Mình nhìn cái này mình là logic trong phần kia, mình lại suy ra được nó là như thế nào. Cho nên khi mình trình bày với một cái người như vậy, người ta cực kỳ bị thuyết phục. Người ta thấy mình đúng là chuyên gia thật. Và những người ca người ta thích những người chuyên gia. Họ không thích làm việc với những người ở mờ đâu. Ba cái người vớ vẩn là được gặp họ không nói chuyện được đâu, nách luôn. Cho dù dự án có hay người ta cũng không làm việc với những người đấy. Đấy chị ạ? Đó là ca. Đó. Thế nên là đối với ca thì chúng ta cần phải là chuyên gia. Và nếu như chúng ta không phải là chuyên gia thì làm sao để tuyển dụng được ca? Thì chúng ta hãy mời chuyên gia làm việc hộ mình. Hãy nhờ các chuyên gia, những người có hiểu biết, những người có kinh nghiệm, những người mà có cái khả năng logic cao. Để khi mà ca người ta đặt ra những câu hỏi và người ta đặt ra những cái tình huống thì có thể xử lý được một cách tốt nhất. Thì nếu chúng ta không phải là người đã thành thạo thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ hệ thống, trong hệ thống kinh doanh của mình, tuyến trên của mình, để tuyến trên của mình có thể giúp đỡ mình, được không ạ? Đó, đấy chính là cái cách mà chúng ta vận hành, ứng dụng cái bộ thẻ vào trong kinh doanh. Đây là Huệ mới nói một ví dụ ly giúp thôi. Thế thì cô chú anh chị tự mổ nó ra, tự xẻ nó ra, đúng không ạ? Ngày xưa Huệ đi học cô Charity, cô cũng không biết Linkwood là cái gì, Linkwood chưa ra đời. Cô cũng không dạy là phải nói như thế. Cô chỉ bảo rằng tính cách thì nó có bốn loại như vậy thôi. Nhưng khi mình ứng dụng vào đây thì mình cần phải linh hoạt. Mình biết là nó sẽ áp dụng được cho cái gì và mình sẽ trở thành cái người như thế nào, đúng không ạ? Mình sẽ nói ra sao với đối tượng nào. Thế thì đó là một số những cái cách mà chúng ta chia sẻ Linkwood với cụ thể từng cái đối tượng. Vậy bây giờ, đấy là khi chúng ta gặp mặt trực tiếp, chúng ta có bộ thẻ này trong tay thì rất dễ dàng rồi. Nhưng bây giờ nếu như giả sử chúng ta không gọi điện, không gặp mặt trực tiếp, chúng ta gọi điện thì sao? Chúng ta gọi điện thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta có các cách như sau. Có thể mình chụp cái ảnh này và mình gửi cho họ qua Zalo và nói với họ rằng
À, lát nữa mình sẽ gọi điện cho bạn. Nhưng trước khi cuộc gọi điện này, bạn hãy vui lòng xem những tấm thẻ mà mình gửi và chọn cho mình cái thẻ nào mà điểm cao nhất thì trên đầu. Lát nữa mình sẽ hỏi là thế bạn đã chọn được cái thẻ màu gì là bạn thích nhất. Chỉ cần hỏi màu thôi cũng được ạ. Đúng ạ, là màu là mình biết rồi. Thế họ sẽ nói là cái tấm thẻ của tôi thích nhất là màu đỏ. Úi giời, ngon rồi, dễ rồi. Đúng không ạ? Người này chỉ có lại nói về tương lai tầm nhìn, chỉ khen nhiều là thích rồi, là chốt sale rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà tấm thẻ của tôi thích là màu xanh lá cây rồi, xong quay rồi đấy. Rồi bây giờ lại phải mất cả tiếng đồng hồ để trình bày với cái ông bà này thôi. Tại vì cái người này người ta rất thích là rõ ràng và logic. Người K thì người ta lại không sợ mất thời gian như người A. Người A thì rất là ngại chờ đợi lâu, rất là ngại mất thời gian, rất là không muốn nghe lâu. Nhưng người K thì lại sẵn sàng bỏ thời gian của mình nghe, chỉ cần người đó trình bày logic. Tất cả chỉ thấy con người buồn cười không ạ? Thế thì đâu có đúng vợ chả có sai đúng không? Đâu có phải ai giỏi hay ai dốt đâu. Giỏi hơn nhau ở cái chỗ đó chúng ta biết người ta muốn cái gì mà mình cho người ta đúng cái thứ mà người ta muốn là chúng ta thành công. Đúng không ạ? Đấy. Và khi nói chuyện qua điện thoại, một cái cách tặng thêm cho cô chú anh chị hôm nay ở trong phòng Zoom này, có một trong những cái cách mà chúng ta có thể nhận biết cái người đó thông qua một vài cách đặt câu hỏi của chúng ta. Tất nhiên nó không chính xác tuyệt đối, nhưng ít nhất là mình cũng dự đoán được, đúng không ạ? Cái câu hỏi đầu tiên đó là gì ạ? Có thể hỏi về cái ngân sách. Cái ngân sách bạn định dành cho cái công việc này như thế nào? Nếu như mà có một cái cơ hội đủ lớn với bạn thì bạn sẽ sẵn sàng chi cho cái ngân sách này bao nhiêu? Đúng không ạ? Đấy là cái câu hỏi chốt sale. Đấy là cái câu hỏi mà chốt sale thông thường. Ví dụ như các anh chị bán dịch vụ sản phẩm ấy, hỏi thế phát là mình sẽ biết được là cái người đó họ như thế nào. Hay là gì ạ? Khi mà cô chú anh chị ở trên điện thoại thì chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn khi lựa chọn một dự án hay là lựa chọn một cơ hội? Thì có người sẽ nói là đối với tôi thì vấn đề ngân sách tham gia là quan trọng nhất. Có người sẽ nói là gì ạ? Ồ, đối với tôi chỉ cần cơ hội đủ lớn thôi, chỉ cần cơ hội đủ tốt thôi. Rồi A rồi đấy, đúng không ạ? Đấy, ngân sách là liên quan đến B. Thế còn đối với có những người nói là gì à, cái tiêu chí lựa chọn dự án của mình đấy là một dự án phải nhân văn, là một dự án phải vì cộng đồng, là một dự án mà gì gì đó, ô rồi N rồi đấy, được chưa? Đấy, cô chú anh chị có thấy là khi mình hỏi người ta xong có người nói thế này mà có người nói thế kia không ạ? Đúng không ạ? Đó, thế rồi là gì ạ? Nếu như mà chúng ta nói với một cái người nào đó, ví dụ như là điều gì là quan trọng đối với bạn khi mà bạn tìm hiểu một dự án, thì cái người mà họ nói là gì ạ? Đối với tôi á, thì tôi cần phải thẩm định dự án, tôi cần phải xem là nó có tính pháp lý hay không, tôi phải xem nó có thật hay không, tôi phải xem là cái khả năng trả thưởng của nó như thế nào, tôi cần phải biết chính sách sơ đồ ra làm sao. Rồi K rồi đấy, K là những cái người mà thích những cái kiểu như thế, đúng không ạ? Đó. Thế khi họ trả lời như vậy là mình cũng đã đoán đoán được ra rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì để chính xác thì chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tìm hiểu ra cái tuýp của họ để mình biết đường thiên hướng mình đưa cho họ cái thứ mà họ cần. Có rất nhiều cô chú anh chị nhờ Huệ dung hộ. Thế tại sao có những buổi Huệ chả nói gì đến công ty sản phẩm hay chính sách gì cả? Mới vào Huệ hỏi người ta vài câu là Huệ sẽ nói cái thứ mà Huệ biết là họ sẽ thích cái này. Giống như ở đây có, không biết là có anh gì ở trong nhóm anh Hạnh bữa trước nhỉ, ở Hà Nam cùng anh Muôn à, có nhiều Huệ nói chuyện với một anh leader bảo hiểm, và khi Huệ vào Huệ giao tiếp vài câu thì biết là anh này mình không cần phải nói chính sách kiểu đấy, mình chỉ nói về cái quy mô và tầm nhìn và cái độ lớn rồi, của dự án rồi, chứ mình không hề nói gì trình bày gì dài dòng về chính sách sản phẩm các thứ. Thì cái đấy có thể nghe qua video, khi mình đo được họ quan tâm họ thích thì họ sẽ tham gia qua, họ sẽ nghe, đúng không ạ? Và anh đấy hôm sau đã trở thành thành viên rồi vì có tương tác với Huệ. Mà thế nào lại là cái bạn trên Facebook của Huệ đấy, từ lâu rồi có biết nhau rồi, thế nhưng lại người khác mời đấy, các chị thấy hay không ạ? Đó, rồi mình lại đi chốt hộ chốt hộ sell like buồn cười không ạ? Đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta nhận dạng nhận diện cái tính cách và chúng ta biết được đối tượng khách hàng của mình như thế nào, thì chúng ta sẽ đưa họ vào trong cái điều mà họ muốn. Nhớ, tìm hiểu nhu cầu chính là muốn xem họ biết, muốn biết họ thích cái gì. Chúng ta học qua cái bước chốt sale đúng không ạ? Chúng ta có một cái bước đó là tìm hiểu nhu cầu. Và nếu như cô chú anh chị tìm hiểu nhu cầu mà tới đúng chuẩn ấy, thì cái bước xử lý từ chối gần như không có. Tại vì chúng ta biết họ muốn cái gì rồi mà, đã cho đúng thứ họ muốn rồi mà.
Cho nên thường là chúng ta sẽ không có mất thời gian cho cái việc mà chúng ta sẽ bị rườm rà trong cái việc chia sẻ, đúng không ạ? Và khi chúng ta cho họ ăn đúng cái món mà họ thích thì cái tỷ lệ chốt sale thành công nó cực kỳ cao và người ta đánh giá mình rất cao. Cho nên là một người chuyên gia hay là một người mà đi làm cái ngành này mà muốn muốn gọi là chăm phát chúng cả trăm ấy. Nói thế thì không chuẩn lắm đâu, nhưng mà cái tỷ lệ chốt sale nó cao ấy, thì chúng ta cần phải là ai? Bây giờ quan trọng này, đó là mình nhận diện khách hàng rồi, bây giờ quay lại về bên trong mình này, mình sẽ là ai đây? Mình là ai ạ? Theo cô chú anh chị thì mình sẽ cần phải là ai? Nào cô chú anh chị comment lên ạ, một mình Huệ nói chán quá. Cô chú anh chị nhắn lên đi xem là cô chú anh chị cần phải là ai ạ? Nếu như chúng ta làm Live Good đi, mình nói Live Good thôi. Mình muốn làm Live Good tốt thì mình cần phải là ai? Theo cô chú anh chị mình cần là ai ạ? Vâng. Mình là KAN, mình phải là K. Rồi. Tôi là L. Ui, làm gì có L? Có N làm gì có L? NAK, A và K. Mình là N và K. Rồi. Rất nhiều ý kiến khác nhau đấy, có khoảng chục cái comment lên và 10 cái ý kiến khác nhau rồi. Là K và N. N và K. Rồi. Nghe trình cô chú anh chị rất thích N với K. Rồi, mình phải là A với K. Tức là mình là A để làm gì? Mình A để mình chốt cho nó mạnh mạnh mẽ. Mình là K và N. Rất nhiều cô chú anh chị nói là N và K, K và N. Rồi. Tại vì cô chú anh chị thấy là gì ạ? Mình cần phải là chuyên gia đúng không? Chuyên gia là mình là K rồi đúng không? Đấy, mình là N là mình là gì ạ? Mình phải là người rất là hòa đồng, hòa nhã, hài hòa, dễ chịu đúng không ạ? Vui vẻ để chạm đến người ta đúng không? Rồi, chúc mừng một người rất là thông minh, đó là cả bốn, chính xác. Anh Khắc Hoàng đúng không ạ? Chúng ta phải là cả bốn. Tại chúng ta là người đi phục vụ, chúng ta là người đi chia sẻ. Tuýp nào mình cũng làm việc được thì mình phải là cả bốn. Tuy nhiên mình vẫn có những cái sự nổi trội trong cái tính cách của mình. Vậy nếu như cái A của mình nó quá mạnh, thắc kè hoa, vâng đúng rồi. Nếu cái A của mình nó quá mạnh mà mình lại rất là nóng này, nói ba câu dăm điều mà không hiểu lựa luôn, thì mình cần phải tiết chế cái đấy của mình lại. Đúng không ạ? Mình cần phải kiên nhẫn. Tuy nhiên nó đã là tính cách thì không phải là thứ chúng ta có thể sửa một sớm một chiều được đâu. Và mình luôn luôn phải ý thức rằng mình đang là người đi phục vụ. Thì mình cần phải tiết tiết giảm bớt cái đấy đi. Đúng không ạ? Luyện dần nó đi. Nhịn, đến lúc định nói thì mình nhịn xong rồi phải cầm cốc nước mà uống. Rồi, chỉ cho cô chú anh chị một cái cách hạ hỏa nhanh nhất. Đang nóng, đang tức giận nhá. Hạ hỏa nhanh nhất đó chính là uống nước. Cầm ly nước lên uống và uống từ từ thôi. Uống từng ngụm nhỏ một. Trong cái lúc uống đấy là gì ạ? Là mình bình tĩnh lại, hạ hỏa lại. Cho nên là nếu mà có cãi nhau, vợ chồng cãi nhau hay là chúng ta có làm gì xung đột với nhau thì cái việc mà chúng ta không muốn buông ra những cái lời nó không nên ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải đi lấy ly nước cái đã. Đấy. Bí quyết mà hai vợ chồng chẳng hạn ở nhà tranh luận mà cãi nhau, đang xung đột lên ấy, mà không muốn nó đi đến cái hồi mà không cứu vãn được ấy. Thì bây giờ là không biết làm thế nào để kiềm chế thì cách tốt nhất là thôi được, bình tĩnh từ từ đã, đi uống ly nước đã, đi ra rót ly nước uống đúng không ạ? Đi ra rót thì rót nó chậm chậm thôi, xong uống thì uống nó từ từ thôi, đừng làm phát cầm phát xong rồi ra chửi tiếp. Đừng làm thế nhá, mà mình uống từ từ để mình kiềm chế xuống, để mình nín nhịn lại và sau đó mình nghĩ đến bài học ngày hôm nay đúng không ạ? Mình nghĩ đến là cho cái A của mình cao quá, bình tĩnh, Huệ ơi bình tĩnh, ví dụ thế, đúng không? A mày đang cao, mày phải hạ hỏa xuống, ví dụ thế đúng không ạ? Thế bắt đầu mình uống thêm, thậm chí là nếu uống một ly mà chưa được uống thêm ly nữa và đi ra khỏi cái vùng mà đang 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 rối bời đó, tách hẳn mình ra khỏi đấy và bình tĩnh lại một chút thì chúng ta sẽ xử lý được vấn đề. Còn lúc đó mà cứ 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 gọi là một bên này một câu, bên kia một câu, bên này một câu, bên kia một câu thì là chắc chắn là tan đàn xẻ nghé, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là một kỹ thuật rất đơn giản nha, mà kỹ thuật này là được các bậc thầy dạy đấy ạ, không phải Huệ nói vui đâu, không phải trêu đâu ạ, mà đấy là thật đấy. Nhiều khi Huệ cứ nói vui vui cô chú anh chị tưởng Huệ đùa, đấy là thật đấy, không phải đùa đâu nhá. Hạ hỏa, cách hạ hỏa dễ nhất đó chính là gì ạ? Chúng ta bình tĩnh lại bằng cách uống nước, uống từ từ thôi, uống từng ngụm nhỏ nhỏ mà thôi, vừa uống vừa
vừa vừa kiểu như là đừng tập trung vào cái chỗ đấy nữa, hãy nghĩ đến chỗ khác và hãy nghĩ đến bài học ngày hôm nay. Đó, hãy nghĩ đến bài học là mỗi người có 4 tính cách và chúng ta đang cần phải sửa cái tính cách nào. Trên bình tĩnh, không nóng nữa, không nóng nữa. Phải tự dặn mình như thế đúng không ạ? Thì khi uống nước xong một vài phút sau thì bắt đầu cái cơn tức đấy nó đi qua. Thì bắt đầu là nó dễ làm việc hơn. Đúng không ạ? Mà tốt nhất thì cái cách mà chúng ta nên để cái vấn đề nó tránh xung đột thì ngay cái tại thời điểm lúc đấy chúng ta nên cắt bằng cách đó gì ạ? Thôi được rồi, cái trí chuyện nó sẽ tạm dừng, ta tranh luận tại đây đã. Có gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Đúng không ạ? Và có thể đi đâu đó. Đúng không ạ? Có thể uống nước, có thể đi đâu đó để chấm dứt cái chuyện tranh luận đấy ạ. Thì nó sẽ không có nguy cơ dẫn đến những cái vấn đề tang thương đằng sau, đúng không ạ? Còn nếu như mà nó cứ tiếp diễn như thế là gì ạ? Chén bát nhà cửa là nó lanh tanh bành ngay, đúng không chú anh chị? Đấy, đó là cái khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta cần phải là tất cả bốn loại tính cách, bởi vì chúng ta cần phải phù hợp với bốn kiểu người. Khi gặp ai thì mình sẽ phù hợp với kiểu đấy. Cô chú anh chị nói là tắc kè hoa cũng đúng. Nếu mình muốn trở thành một người chuyên nghiệp, mình có thể làm gì cũng được, thì cô chú cứ thử để ý những người mà sale đỉnh cao xem, có phải họ có rất đa tính cách không? Đúng ạ, họ rất là đa phong cách, đa tính cách. Hôm nay mình đi làm việc, người ta thấy mình, thấy người ta rất chỉn chu, người ta rất là nghiêm túc, người ta rất là chuyên nghiệp. Ngày mai mình đi lễ hội, mình đi những cái chương trình party, những cái chương trình kiểu là gala dinner chẳng hạn, mình lại thấy người ta lên sân khấu, người ta nhảy, người ta cháy hết mình. Xong mình trợn mắt tròn mắt dẹt lên, ta ui khiếp, cái thằng kia sao mà mọi hôm toàn thấy đóng vest đi là thấy im 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 mà khiếp ghê thế, đúng không? Kiểu kiểu đấy, cô chú anh chị đã bao giờ từng thấy những cái kiểu như thế chưa? Mình bất ngờ đúng không ạ? Thực ra là không phải đâu, bởi vì người ta biết là thể hiện cái gì và đúng lúc nào, tức là người ta là người đa tính cách. Và đa tính cách không phải tự có mà là chúng ta phải rèn luyện, đúng không ạ? Ví dụ những người quá đóng, những người tuyết bi ấy, là những người rất là đóng, những người rất khó hòa đồng, những người gần như là không thích chơi với mấy người đâu, không thích xã giao đâu, họ chỉ loanh quanh luẩn quẩn với nhà với gia đình họ. Họ nếu tuyết bi là vợ ấy, thì là một người phải nói là có cái ưu điểm rất là lớn, đó là gì ạ? Những người rất là chăm chỉ chăm sóc gia đình ấy, cần mẫn, kiên trì, kiên nhẫn, nhẫn nhịn ấy. Người B là cái người như vậy. Vậy thì người bi mà làm vợ thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà ngược lại thì phải tiếp cái bi ra đi, tức là phát huy những cái ưu điểm của bi thôi. Chứ chúng ta không có cứ lấy tất cả cái đấy chúng ta đưa vào. Bởi vì người bi cũng có rất nhiều hạn chế, chứ không phải là đều điểm tốt. Tốt đó là họ là người cần mẫn này, họ là người chăm chỉ này, họ là người biết nhịn nhục này, họ là người không hay nói to, không hay cãi nhau này, họ là người không hay tranh giành của người khác này, họ là người biết hy sinh này, đó là bi. Được chưa? Nhưng mà cái đấy nó chưa phải là tất cả. Nếu người bi lại biết 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 thêm một chút những cái tính cách của N, hòa đồng, là biết 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 giúp đỡ người khác, biết ra ngoài xã hội, biết giao tiếp này kia thì cũng rất là tốt đúng không ạ? Thì đấy là hoàn hảo hơn. Nếu mà bi lại có thêm một chút của cái A, đó là gì ạ? Khi cần thì quyết đoán thì cực kỳ tuyệt vời. Thật sự nếu làm việc với người bi thì nó rất là an toàn, nhưng nó lại mất cơ hội. Bởi vì người bi là người vô cùng cẩn thận và không có thể dám ra quyết định. Người bi là người không bao giờ dám ra quyết định, họ đều ra quyết định dựa vào người khác, cho nên họ trông chờ vào người khác, họ không dám ra quyết định được, dù thế nào họ cũng nhịn nhục. Đó là những người phụ nữ tại sao họ sống trong những cái gia đình nó rất là tệ, thật sự là họ bị đối xử rất là tệ bạc luôn, nhưng họ không dám vùng lên, họ cũng không dám làm gì hết, họ cứ để cho người ta đày đọa như vậy thôi. Có cô chú chị có đã từng thấy người như vậy không? Có không ạ? Có nhiều cái phụ nữ như vậy. Tại sao ạ? Tại vì cái bi của người ta quá cao, người ta rất sợ, người ta không dám thế nọ, người ta không dám thế kia. Chính vì thế người ta cứ chịu đựng, người ta cứ nhẫn nhịn thôi. Đúng ạ? Vậy thì cũng không phải là tốt lắm. Chịu đựng như thế là tốt, nhưng mà nếu nó quá thì không tốt. Cái gì quá không tốt, đúng ạ? Nó cần phải có một cái sự quyết đoán nhất định. Nếu những ai mà bi quá nhiều thì hôm nay chúng ta phải sửa đi, chúng ta phải thêm một chút A vào. Đúng ạ? Chúng ta cần phải làm cho cái A của mình nó lớn hơn một tí nữa. Để làm gì ạ? À, để cái sự quyết đoán của mình nó lớn hơn, để cái tiếng nói của mình nó tốt hơn, để khi cần thì mình cũng phải có cái ý kiến chính kiến của mình, chứ không phải là lúc nào mình cũng đi theo người khác, chính kiến của người khác, đúng không ạ? Đó thì nếu ai là B thì cần phải bổ sung A vào, đúng không ạ? Và bổ sung mỗi cái thứ kia một chút xíu. Đấy, B thì cũng có nhiều nét của K. B thì thường tương đồng, có một số nét của K. K với B hay đi với nhau. Đấy, K với A, A thì ít đi với nhau nhỉ.
nhưng mà nói chung là hiếm hiếm chứ không phải không có. Đấy. K hay đi với N, K cũng có cả đi với A nhưng mà nó ít. Đấy, K thì hay đi với B hơn, kiểu như người K thì sẽ có cái tính B nhiều hơn đấy ạ. Nhưng mà Huệ thì chả thế, Huệ hơi khó hiểu. K rất là mạnh luôn cô chú anh chị, nhưng A của Huệ cũng cực mạnh luôn. Huệ là một người rất là nam tính, rất là quyết đoán và rất là nóng tính nữa. Đấy, K nhưng mà lại lại có cái nét của A rất là mạnh, nhưng đồng thời cũng có cái N rất là mạnh. Đấy chính là cái sự yêu thích liên quan đến cộng đồng phát triển, nếu yêu thích được cống hiến, được cho đi. Đấy, cái đấy lại là cái N rất là mạnh ở Huệ luôn. Còn bi thì Huệ gần như không có bi. Bi chắc chỉ có liên quan đến mỗi trang phục các kiểu là bi rồi. Còn lại là Huệ không phải là người có làm gì có kế hoạch. Mặc dù là đã làm việc chi tiết thì phải có bản kế hoạch. Nhưng mà làm cái gì thì hay tùy hứng. Đấy, hứng lên thì cũng có thể làm được, có thể quyết định được. Không cần thiết phải có kế hoạch trước. Đấy, bi của Huệ hơi thấp, thấp hơn so với tất cả những cái khác. Còn ba cái kia thì nó tương đồng nhau, nó xem xem nhau, cả 24 cả 23, chứ nó cũng không không phân biệt quá rõ ràng. Đó. Thì đấy là những cái nét chính mà khi chúng ta ứng xử trong cả công việc, trong cả cuộc sống, trong cả tất cả các mối quan hệ, thì chúng ta muốn mình phù hợp với nhiều người, mình giống như người làm dâu trăm họ ấy ạ, thì mình phải phù hợp với nhiều người chứ, đúng không ạ? Thì mình muốn phù hợp với nhiều người thì mình phải rèn luyện cái tuýp tính cách của mình làm sao để nó có được cả bốn những cái ưu điểm của bốn người trộn vào với nhau. Ví dụ ưu điểm của K đó chính là tính logic, tính trình bày logic, thông minh, đúng không ạ? Ai chẳng thích nói năng nó logic thông minh đúng không ạ? À, cái A đó là sự quyết đoán, đó là gì ạ? Nắm bắt thời cơ, đó là gì ạ? À, nhanh nhẹn, đấy, không tốn nhiều thời gian để tìm hiểu. Cái ưu điểm của N đó là gì ạ? Sự cống hiến, sự cho đi, mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Đó, thì nó đều là gì ạ? Những cái yếu tố đó mình cần phải phát huy khi mình làm công việc Leewood này. Còn B là cái sự chỉn chu, là những cái kế hoạch mà mình lập ra một cái bản kế hoạch dài hơi để mình biết là mình đi đúng tiến độ, mình đang trong cái tiến độ của mình hay không. Thì đấy là sự kết hợp khi mà chúng ta cả bốn tính cách mà chúng ta có được ở trong khi mà cô chú anh chị làm đi bút ấy, thì chúng ta nên có những cái dạng tính cách đó ở trong con người mình, và chúng ta nên phát huy đi những điểm ấy thôi, đúng không ạ? Không nên phát huy những cái điểm mà không cần thiết, nên 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 tiết chế. Nói thế thì cũng không phải ai làm được, bản thân vậy cũng nhiều lúc không làm được đâu ạ, chứ không phải nói thế là mình cứ nói phát là mình làm được, không phải. Nhưng mình hiểu rằng là à, mình cũng phải cần phải tiết chế cái đấy đi đó, thì là chúng ta mới có được một cái gì ạ, một cái sự hài hòa, và mình mới có được một kết quả tốt đó cô chú anh chị. Rồi cái phần lý thuyết chúng ta sẽ dừng lại tại đây, nói chung còn nhiều lắm nhưng mà thôi thế thôi, thế là quá nhiều rồi, quá đủ để cho chúng ta ứng dụng rồi đúng không ạ? Nên là bây giờ vậy sẽ muốn giao lưu với cô chú anh chị một chút xíu, xem là cô chú anh chị có cái hỏi câu hỏi gì không, ai muốn nhận quà này không, ai muốn nhận bộ thẻ này không, thế còn một vài bộ vậy sẽ tặng cho cô chú anh chị nào mà có câu hỏi hay nhất được không ạ? Có ai muốn phát biểu không ạ? Và vậy khóa phòng Zoom nên chắc là một số cô chú anh chị bị out ra là không vào được lại nữa đúng không ạ? Vâng, tôi out ra không vào lại được nữa thì thôi, không sao cả. Muốn nhận quà đâu, Kim Liên đâu ạ? Kim Liên muốn nhận quà đâu, Kim Liên giơ tay lên xem nào. Raise hand lên ạ. Thì mọi người mới tìm được mình mà mở mic chứ. Kim Liên muốn tặng quà mà Kim Liên đâu có mở cam đâu mà tặng quà. Rồi, Kim Liên đã mở cam rồi. Bây giờ Kim Liên mở mic ra. Không biết là chết là không biết là già hay là trẻ. Ô may quá, bạn này bạn trẻ. Vâng, Kim Liên muốn tặng quà để làm gì ạ? Kim Liên lên tiếng đi ạ. Mở Dạ. mic rồi đấy. Ủa, chúng ta không biết là mình đang hiển thị trên màn hình à? Đấy, chết rồi. Không hề biết mình mở mic cho nên là không nói gì hết. Kim Liên tiến lên.
Rồi, thôi được rồi, tắt đi ạ. Vâng. Vâng, chị Thanh Nhàn à, chị Thanh Nhàn cũng muốn được tặng quà. Đâu ạ? Và mic cho chị Thanh Nhàn cái nào. Chào lãnh đạo Huệ ạ, chào các anh chị ở trong phòng Zoom ạ. Chị thì chị rất là muốn được tặng quà, bởi vì hôm nay mà khi mà nghe lãnh đạo Huệ chia sẻ về cái cách mà mình tiếp cận với cả các cái tuýp người A, A, B, K, N ấy, thì bản thân chị thì chị nghe chị rất là thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà bởi vì là chị chưa ghi kịp ấy. Chị chưa ghi kịp cho nên là chị muốn là nếu như chị được cái bộ thẻ đấy thì chị sẽ tự tin hơn khi mà chị chia sẻ. Vâng. Nhưng mà bộ thẻ này rất là có giới hạn. Các chị biết bộ thẻ này ngày xưa Huệ dạy học ấy, tại sao lại có bộ thẻ này? Bởi vì cái đâm dịch ấy, Huệ dạy cái chương trình đào tạo này, trị giá một khóa học của Huệ như vậy là mấy triệu đấy. Và sẽ những người học sâu thì sẽ được tặng một cái bộ thẻ này. Còn những người mà mua một bộ thẻ rời ấy, thời điểm đó là 299.000 một bộ thẻ như này. Bởi vì thực ra là Huệ cũng không có làm ra cái bộ thẻ này mà phải in. Và in với số lượng mà nhiều á thì chi phí nó mới thấp. Còn in với số lượng mà ít á, là chi phí nó rất cao, vì đây nó là một cái thẻ cứng. Đúng không ạ? Nó là một cái thẻ cứng. Đấy, nó là một cái thẻ cứng. Mà chúng ta nó giống như là cái thẻ ngân hàng ấy. Đấy, nó giống y chang như cái thẻ ngân hàng ấy. Đó, nó là một cái thẻ nhựa. Chứ không phải là một cái thẻ 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 giấy đâu. Thế nên là thời điểm đó thì Huệ có đào tạo và Huệ có đặt làm một số cái thẻ như thế này để cho các anh chị em có thể dùng để mọi người vận dụng trong kinh doanh. Và ngày xưa Huệ đã từng dạy những cái khóa như này. Và không tin các anh chị có thể lên trên cái trang Zalo, anh chị sẽ thấy Huệ có một cái chủ đề đó là thấu hiểu để yêu thương. Và ngày đấy thì lại vừa liên quan đến kinh doanh cũng như là vừa liên quan đến cả cuộc sống gia đình. Để xong tự nhiên lại trở thành tư vấn. Chả đâu ở đâu, mình lại trở thành người chỉ đi tư vấn. Đúng không ạ? Nhưng mà cũng lạ phết là người ta lại nghe mình. Giống như kiểu người ta có một cái gì đó là bấu víu ấy các anh chị. Thế xong mình nói là người ta lại nghe, và người ta nghe, người ta thực hành theo đúng thế là cuộc sống nó thay đổi thật. Nó cũng thay đổi rất là đáng kể luôn ấy. Kể cả là với con, cái chị đấy rất là bất lực với con. Tức là về đến nhà là con nó đóng cửa, nó vứt luôn cái cặp sách đấy, con gái nha. Nó chuẩn bị thi vào đại học. Nó ném luôn đấy, nó đi vào phòng, nó đóng cửa sầm phát. Và chị bảo là chị bất lực, chị không biết phải làm gì với nó. Thế xong rồi là bắt đầu là gì ạ? Vậy mới bảo là chị cho con gái chị vào đây học. Thế là đứa con gái nó cũng học cùng, hai mẹ con cùng học. Thế xong các anh chị biết Huệ làm nào ạ? Huệ cho hai mẹ con viết một cái bài ra giấy A4. Đêm nay hai mẹ con viết ra những cái điều mà mình thích và những điều mà mình không thích về đối phương của mình. Viết ra. Hai người đều viết ra. Thế là cả hôm đợt đêm rồi hai mẹ con đều ngồi viết. Và sau viết ra thì gửi cho Huệ, cả hai người ngồi gửi chụp gửi cho Huệ. Chứ không được đưa, mẹ cũng không biết con viết cái gì mà con cũng không biết mẹ viết cái gì. Sau đó thì Huệ đọc và Huệ biết được cái vấn đề nó nằm ở đâu. Sau đó Huệ dùng một cái kỹ thuật rất nhỏ thôi. Đó là gì ạ? Huệ nói chuyện với bạn này. Và Huệ nói là gì ạ? À, thật ra thì chị rất là hiểu em, bởi vì ngày xưa chị cũng giống như em. Đấy, kỹ thuật đồng cảm đó các anh chị. Đó, kỹ thuật đồng cảm. Đấy, ngày xưa chị cũng giống như em, chị rất là cá tính, chị rất là mạnh mẽ. À, nhưng mà sau đó thì chị cũng làm tổn thương bố mẹ một vài lần, cũng làm cho bố mẹ cảm thấy buồn phiền về mình một vài lần. Và sau đó thì chị nhận ra rằng mình thật là có lỗi. Khi đấy là những người sinh thành ra mình mà mình lại không thể làm cho bố mẹ mình vui vẻ, mà mình lại giữ cái tôi của mình cao quá, khiến cho bố mẹ cứ phiền lòng về mình. Thật ra bố mẹ lo lắng cho mình không phải bởi vì họ muốn kùm kẹp mình hay là muốn giám sát mình hay làm cái gì đâu. Đơn giản là họ sợ mình gặp phải cái nọ, họ sợ mình gặp phải cái kia. Họ đã mang nặng đẻ đau mình ra gần đấy năm, không lẽ những người bố người mẹ mình lại ghét bỏ mình hay sao? Cho nên sự quan tâm hay là sự khó chịu hay làm cái gì đó khiến cho mình khó chịu đấy chẳng qua cũng chỉ là muốn yêu thương mình nhiều hơn và đùm bọc muốn lo lắng cho mình nhiều hơn thôi. Thế sau đó thì chị đi học đại học chị mới nhận ra điều đấy. Và sau khi chị nhận ra thì chị quyết định là thay đổi. Thế chị nói chuyện được với bố mẹ của mình. Thật ra thì Huệ cũng không phải như thế đâu, nhưng mà Huệ phải nói ra cái câu chuyện như thế. Để làm gì ạ? Để bạn ấy cảm thấy là mình đồng cảm với bạn ấy. Thế xong là gì ạ? À, không như Huệ cá tính thật. Huệ cũng cá tính thật mà. Nhưng mà không đến nỗi như thế. Nhà Huệ mà như thế thì bố Huệ tán chết luôn. Cho ăn đòn chết luôn. Đấy.
Thế là bắt đầu là gì ạ? Bạn ấy hiểu ra. Và sau đó thì ngày hôm sau thì bạn ấy bắt đầu thay đổi. Bạn đi về, bạn ấy không có đóng cửa trong phòng nữa. Bạn ấy xuống bạn nấu cơm. Thì Huệ chỉ cho bạn ấy là gì ạ? Em cũng nên quan tâm đến mẹ em. Em về nhà em cứ thử nấu cơm, em thấy mẹ em vất vả không? Nó bảo có. Mẹ em đi làm bảo hiểm suốt ngày về nhà xong lại cơm cơm nước nước nhà ba đứa con, chồng thì đi vắng, không ở nhà. Thế xong thì họ nhận ra thấy là bắt đầu bạn ấy thay đổi. Thế thì một mặt Huệ nói với bạn ấy như thế, nhưng một mặt Huệ lại nói với mẹ bạn ấy rằng chị không được, chị đừng lấy cái quyền làm mẹ để mà áp đảo con cái của đấy. Chị không được áp đặt con cá lớn rồi, nó có cái quyền tự do riêng của nó. Chị không được quát mắng nó, chị không được la nó, chị không được chửi nó. Nhiều lúc chị bảo chị tức chị chửi nó, và chị không được chửi nó, bởi vì khi chị chửi nó là cái tôi trong con người nó rất là cao và nó cảm thấy nó muốn đối phó và nó nghĩ rằng chị đang ghét bỏ nó. Thế chị tuyệt đối không được làm như thế nữa. Nhưng mà tức và tức thì bây giờ chị phải làm mẹ, chị phải thay đổi trước. Chị là người lớn mà chị phải nhận ra trước chứ. Chị phải thay đổi thì nó mới thay đổi được chứ. Thế bây giờ chị tuyệt đối không được chửi nữa là một. Thứ hai nữa là gì? Bây giờ đi về thì nhẹ nhàng thôi. Hôm nay con đi học thế nào? Bây giờ này con dự định thi cái chuyên ngành gì? Nó thi cái gì nó không báo luôn. Thế bắt đầu là chị cứ hỏi đi từng bước một đi ạ. Thế chị làm đúng như thế. Và cái bạn con gái đấy cũng làm đúng như thế. Thế là cả hai người tự rút ngắn cái khoảng cách lại, nó rất là dễ thôi. Nhưng nếu như để hai người tự cái tôi nó rất là lớn ấy, thì rất là khó. Và sau đó thì em phân tích cái tuýp tính cách của từng người cho mọi người. Mẹ em tính cách gì, em là tuýp tính cách gì, em học rồi em biết đấy. Mỗi người đều có cái riêng của mình và chẳng có đúng, chẳng có sai. Nhưng mà vì chúng ta là một gia đình nha, chúng ta nhất định phải hòa hợp với nhau. Vậy thì chúng ta nên tiết giảm cái gì của mình đi và chúng ta nên bộc lộ cái gì ra nhiều hơn. Đấy, toàn những người như vậy. Thế là bắt đầu là gì ạ? Mọi người bắt đầu thay đổi. Và khi thay đổi xong một cái thì tự nhiên nó vui vẻ thôi, chẳng có gì cả. Đúng không? Đôi khi chúng ta giải quyết một vấn đề nó rất là đơn giản thôi, không có gì cả, nhưng bởi vì không ai đứng ra giải quyết, cho nên là gì ạ, cái tôi của chúng ta nó rất là cao và cái sự biểu hiện của chúng ta là gì ạ? Hiếu thắng, đúng không ạ? Ai cũng muốn thắng, không ai nhịn ai cả, mặc dù là rất yêu thương. Con mình không thương thì con thương ai? Mẹ mình không thương thì con thương ai? Nhưng mà cả đời chẳng bao giờ nói được một cái lời yêu thương ấy ạ. Đấy, thế thì ngày xưa vậy từng đào tạo gặp những trường hợp cưới đó, xong còn tư vấn cho cả vợ chồng nữa, xong rồi thôi thôi sợ lắm, mấy cái này sợ lắm, đau đầu lắm, suốt ngày em ơi giờ chị phải làm thế nào, tự nhiên mệt mỏi lắm, kinh khủng lắm cô chú anh chị. Nên xong rồi dừng đấy, phải dừng, không đào tạo nữa, tại vì toàn những người gặp vấn đề gia đình ấy thì lại đi học, học xong về bắt đầu là họ về tất từng cái nhỏ nhỏ một, họ cũng muốn tư vấn mình nửa đêm, họ cũng nhắn tin cho mình, họ nhờ mình xem như thế nào, mình mà thôi chết rồi mình có trở thành thanh tâm được đâu Trở đó. thành người tốt. Vâng, thế nên bây giờ là chỉ hướng dẫn cô chú anh chị áp dụng vào trong trong kinh doanh thôi, được không ạ? Trong kinh doanh là chính thôi. Và đương nhiên là chúng ta vẫn có thể áp dụng cái đó trong gia đình nhé. Về cơ bản đó là khi áp dụng được thì chúng ta sẽ có cái gọi là cái sự linh hoạt và chúng ta hiểu nhau, chúng ta thấu hiểu cho nhau. Đấy, cái sự thấu hiểu ấy, và thấu hiểu nó sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Được không ạ? Ok, với cả cô chú anh chị. Vâng, có 10 phần quà. Chắc là chỉ còn khoảng đâu đó 10 bộ thì đó, phải sẽ tìm lại xem. Nhưng mà có khoảng 10 bộ dành cho